trông nữa đấy. Để cháu rời khỏi nhà bác đi, mà cháu đừng liên quen thì đến con nhà bác, mà đừng liên quen thì đến gia đình nhà bác nữa. Cháu đi nè, đi đâu cháu đi, đi việc của nhà cháu. Đến hôn rồi. Đến bây giờ thì cũng liên hệ với cả bạn bè mà hay chơi với Kiên, nhưng mà mọi người đều bảo là Kiên không ở đấy. Bây giờ thì cũng chả biết làm sao nữa. Thì cũng hết cách rồi. Bây giờ đi về với Dượng. Ô, ôi sao sao anh? Sao ơi? Dượng ơi. Ở chứ thưa. Sao ơi? Đi em. Mày lấy xe đây nhanh lên. Đây. Dượng ơi, con rồi. Con biết vào con. 我承认 Hello chị mọi người nhá. Thì như mọi người đã biết đấy là Kiên dạo này thì cũng đi sang nhà Thư ở nhờ. Thì mình thấy mấy ngày hôm nay thì Kiên cũng bị bố Thư hắt hủi. Thế thì cho nên là hôm nay thì mình sẽ quyết định là đi đến nhà Thư rồi là bảo xin phép bố Thư là cho Kiên về nhà mình ở. Tại vì mình không muốn là Kiên nó phải sang bên đấy, nó phải chịu nhiều áp lực từ bố Thư ấy. Đấy thì bây giờ thì mình sẽ sang luôn nhá. Rồi là mình sẽ đón Kiên về. Đi, đi không? Thế thì bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đây thôi, rồi là xin phép bố Thư. Cái gì vậy? Sẽ đi vào đây thôi. Đi. Ui, xin lỗi. Cháu bố Thư nói cái gì? Đi vào nhà bác đi. Đấy. Cháu ở đây với nhà bác này là bất tiện lắm. Nhà cửa bác này chặt chội. Mà ở đây cái Thư nhà bác này nó bất tiện cho Thư nhà bác. Cháu nè, làm sao là cháu đi đâu thì cháu đi. Vâng. Đấy. Chứ cháu ở đây dân nèm người ta đồn đại nhà bác nè, bác không đồng ý đâu, bác đi nèm về người ta đồn đại nhà ở nhà bác đấy, nhà cửa thì chặt chội. Vâng. Bác không thể để cho cháu ở đây được. Dạ vâng. Đấy, cháu phải hiểu bác như thế. Dạ vâng, cái hôm cháu đến đây cháu ở nên là cháu cũng chưa xin phép ba bác, nên là cháu mong bác là thông cảm cho cháu. Bây giờ bác bảo cháu là trông nữa đấy. Này cháu rời khỏi nhà bác đi, mà cháu đừng liên quen thì đến con nhà bác, mà đừng liên quen thì đến gia đình nhà bác nữa. Cháu đi nè, đi đâu cháu đi, đi việc của nhà cháu. Dạ. Cháu đừng quay lại là vướng mắc cái gì nhà bác. Dạ. Nhà cửa nhà bác chặt chội, giường chiếu không có. Bác tốt nhất là cháu đi ra ngoài, mà không có thì bác cho mày mấy trăm, nhưng mày đi đâu thì mày đi. Bác ơi thì cháu cảm ơn bác, nhưng mà cháu cũng có tiền rồi, cháu cũng không cần, bác cứ cất tiền nhưng cháu không lấy tiền của bác. Đấy, bác cho cháu tiền đây thì nè, đây cháu cầm đi xong nè. Bác không, cháu không có nè, tiền. Nè, cháu đi ra khỏi nhà bác đi, đi ra khỏi nhà bác thì cháu đừng liên quen thì đến gia đình nhà bác nữa. Mà không liên quen thì đến cái Thư nhà bác nhá. Từ nay thì bác dứt khoát nè, trong nữa là cháu phải đi rời khỏi nhà gia đình nhà bác đi, đem tiền đây, bác cho cháu ấy. Cháu không cầm được. Đấy, tiền đấy nó cho cháu thì nè, cháu phải rời khỏi nhà bác, không liên quan gì đến nhà bác một triệu nào. Bây giờ bố tôi không đồng ý cho tiền ở lại, đồng ý cho bác đi đâu. Bây giờ bác cầm lấy tiền rồi bác. Bác, cháu không thì được bác, cho mày cho mày không lấy mày rời khỏi nhà bác, nhưng mày đừng. Bây giờ tôi đã biết chuyện. Đừng tơ vương gì, đừng cái gì ở nhà bác cả. Vâng, lát nữa cháu ra cháu dọn đồ cho đi luôn ạ. Bây giờ bác không cất tiền thì cháu. Bác cho mày tiền thì mày đi ra, mày thuê nhà trọ, mày đi đâu thì mày việc của nhà. Cháu chứ cháu đừng liên quan gì đến gia đình nhà bác nữa. Vâng, để cho dân nèm người ta đồn đại. Vâng. Nhà cửa nhà bác ấy chặt chội, bác cho mày tiền thì mày không lấy thì đây, bác cho mày tiền mày đi. Vâng, cháu xin phép bác, cháu về cháu dọn đồ cháu đi luôn. Vâng, này mày đi luôn thì đi đâu sống gì tiền đấy, tao cho mày thì mày đi đâu thì đi, mày đi khỏi nhà tao, đừng vấn vương gì về nhà tao. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Chào bác anh Kiên. Chào bác anh Kiên. Đấy, Kiên thì cháu con vào anh bác mở cửa cho đi ra ngoài nhà bác. Kiên Kiên có cái gì nhìn nhau mà vừa đến hỏng mà xong tôi nghe hết rồi. Thế sao ấy? Bây giờ bố Thư vừa tao đi, bố Thư không với tao ở đây nữa. Thế bây giờ mình ra xin lại bác thế nào? Chứ bây giờ mày bây giờ mình ra khỏi nhà thì mình đi đâu? Đúng rồi, giờ anh ta phải xin bác rồi. Đi đâu bây giờ? Bây giờ tao phải đi thôi, chứ bây giờ tao không ở đây được nữa đâu. Tao ở đây được một đại hôm thì tao khổ lắm rồi. Không đi bây giờ thì về nhà đi. Về nhà làm sao được nữa? Sao? Thế bây giờ bác còn đi này đi mua một thôi, không ấy nữa. Mọi người dạy tao rồi. Không, nhìn à?
bây giờ ra ngoài đường rồi là đêm hôm lọ mọ, bây giờ làm gì có chỗ nào để mà ở đâu. Thôi đi ra đi. Mày thương tao để ra đi, bây giờ tao không ở đây được nữa. Hay anh không ở đây hay anh thử sang nhà anh Hiệp ở được không? Không đi, bây giờ là đi sang nhà tao ở đi. Hôm nay tao cũng đang định đón mày sang ở đấy. Thôi giờ tao đi ra thuê phòng trọ, tao có tiền rồi. Không được đâu, mày chứ tiền đâu. Thôi, không đi đâu hết. Mày yên, nếu mày thương tao mày để tao đi đi. Không đi, bây giờ mày sang nhà tao ở đi. Thôi mày cứ đi về đi, tao đi đây. Bây giờ mày đi đâu bây giờ? Ôi tại sao? Mày tí tao ra tao bảo bố thương rồi. Mày yên à? Để tao đi. Bây giờ mày đi thế biết đi chỗ nào? Cháu cũng chính em đang bây giờ cháu đi ra ngoài kia chỗ ở rồi. Đang người cháu đang nói giúp cháu là chứ là cháu đi ra ngoài đổi riêng của bác nhé. Đã có tất cả người bên này. Ồ, cháu đi thôi. Kia này không là tốt nhất này, có người bác cho con tiền chứ không có bác. Bây giờ bác phải cho con tiền rồi. Bác bây giờ nó đi ra ngoài kia không biết chỗ nào vậy. Đến hôn rồi. Đi đi đâu ấy? Đi rồi, đi đây đừng đi quen, đi đây nào đi. Đi đây mình về đi. Bây giờ biết chỗ nào đi. Anh gọi Thư à? Thư gọi cho Thư nào. Mà Thư không có nhà. Không có, thì tiền thì có ở trong nhà đâu. Thôi gọi lại cho chị Thư nào. Thư không nhà cho họ. Bây giờ gọi cho Thư rồi. Ủa nhìn anh. Nhiều biết anh kiên dâu chưa? Ờ, alo Thư à? Ừ, bây giờ Thư, giờ Thư đang ở đâu ấy? Ở chị mời ngay đi. Bây giờ Thư đi về luôn đi, bây giờ là vừa nãy là bố Thư ấy, rồi là đuổi thằng Kiên đi rồi. Đuổi Thư đi ra khỏi nhà rồi. Bác vẫn chửi kìa. Này, trong này đó. Ừ, bây giờ Thư đi về luôn nhá. Nhanh nhanh, bác thắng với con chửi chưa? Rồi, gọi Thư rồi, bây giờ phải đợi Thư về rồi. Không biết Kiên đi đâu rồi cơ. Đúng rồi. Nó chạy đâu rồi? Mít. Sao nó không biết đâu rồi, lâu thế. Chị chở rồi, bây giờ biết làm nào. Biết Kim đâu rồi, ui, đây. Chị chở sao ấy, bố Thư đuổi Hiệp đường kia đi. Vừa nãy bố Thư là đuổi Kim đi rồi. Em Thư, chúng ta hỏi bác một xem. Bố ơi, nghe đâu. Kim đâu, bố của Kim đi rồi. Con đi về đây nó bất điện ở gia đình mình. Điều nữ ra đuổi đi. Sao bố lại xử một thân như vậy? Anh kia đánh tốt như thế mà bố lại đuổi anh kia đi thế. Bố tiếp thì không biết cái sáng con rồi. Cho gì máy đặt đặt vừa hãy điện bật minh tinh. Máy đặt thì con sao con trả tiền hết, tất cả là tiền bố đưa cho anh Kiên này, còn lâu anh Kiên mới nhận, người ta có lòng tôn trọng của bố. 50 trọng thì đi cho ta cho tiền để ta bố nghĩ phải nhà tao. Bố đưa cho anh Kiên không được rồi. Nè cái gì? Tất cả tiền đâu ạ? Con đi đâu đi? Con này không phải đi về, kệ nhỏ. Quen quen cái cha nó không nhiều. Nhưng mà Thư biết thằng Kiên hay đi chơi đâu không? Thư xem Thư ra cái chỗ nào đi chỗ nào không? Cái quán đồi kia thằng Kiên có hay đi không? Đi Thư không? Thằng kết quả nào không? Bây giờ không biết chỗ nào. Thư bán xem chỗ nào, chỗ nào không phải đi chỗ này, chỗ nào ở chỗ nào không phải đi chỗ này, chỗ nào ở chỗ nào không phải đi chỗ này, chỗ nào ở chỗ nào không phải đi chỗ. Chị ơi, Kiên có làm bán chị không chị? À, không, có ông thì đấy, nó sang đây đây không thấy. Không thấy ạ? Không thấy ạ? Xin thổ em cảm ơn nhá. Xong thấy á? Không, hai Kiên thang phải ra ngoài đây mà kiểu là hay buồn buồn hay ra đây ăn à? À đúng rồi, hình như là Kiên nó hay ra chốt cầu ấy mà Kiên với Hiệp cái hay ra ngoài đấy kể nhậu ấy. Đi đi. Đi ra chỗ ấy. Đi đi. Thôi. Đây có Lan Sơn đây rồi. Đúng rồi. Ui. Quê anh Kiên đâu không? Rồi, không có, mọi hôm Kiên anh ngồi đây này. Đây này, mọi hôm này là Kiên với cả Hiệp hay ra ngoài này mà. Mọi hôm nay là Kiên đi thật nhiều. Không biết đi đâu được. Không biết là Kiên đi đâu đâu, một tay. Bố Thư quá đáng thật sự ấy, Thư đã bảo như thế rồi, đã bảo là cho anh Kiên ở nhà rồi vẫn không chịu. Mà anh Kiên nhà mình thì tính giá rất là cao chứ, chỉ cần nói như thế rồi Kiên đi luôn. Tớ không biết như nào rồi. Đấy là Hiệp cũng đã xin bố Thư rồi. Hiểu luôn đấy. Bố Thư cho. Thôi cứ bình tĩnh đấy. Đấy là bình tĩnh rồi. Phải bình tĩnh thôi. Xem nào. Thôi để Hiệp gọi thằng Kiên xem nào. Hiệp gọi thằng Kiên xem nào. Thằng Kiên ở đâu? Giờ tìm vùng quanh, nãy giờ đi vùng quanh làng rồi, đi khắp mọi nơi rồi không tìm thấy đâu cả.
thấy gọi không được nữa, gọi thuê bao rồi, không được nữa, không biết là Kiên nó đi đâu nữa cơ. Bây giờ đêm hôm nọ mọi như này rồi, đêm hôm 12, 11 giờ đêm rồi chứ. Bố Thư không biết là sao mà để sáng mai nói chuyện, đợi Thư về thì nói. Đây đợi biết là Thư đi làm về muộn xong rồi bắt đầu làm đi như thế. Bây giờ không biết làm nào giờ, bây giờ gọi cũng không được luôn. Hay là bây giờ gọi cho mẹ Kiên nhỉ? Nhưng anh Kiên có về nhà đâu mà gọi. Bây giờ Kiên không dám về nhà đâu. Không biết thằng Kiên có về nhà không nữa. Tại vì bữa nãy là Hiền cũng bảo là thằng Kiên về nhà nhưng mà Kiên nó không chịu cơ. Về bây giờ bảo về nhà anh còn không về. Thôi thôi cứ bình tĩnh như vậy nhá. Bây giờ rồi là ngày mai rồi là mình đi tìm sao cũng được, bây giờ cũng muộn rồi mình đi về thôi. Bây giờ đi tìm không trả lời đâu. Khi nào tìm được Kiên thôi về. Bây giờ không biết tưởng nó đi đâu nữa. Trước nó ra xó chợ nó ngủ rồi, không biết là đường này nó trôi giúp chỗ nào nữa. Lại ra chợ rồi có thấy đâu? Ừ, đấy. Bữa trước là thấy nó ngủ chỗ xó chợ rồi. Nó không biết là trốn ở đâu, ở chỗ nào, đêm hôm rồi. Thôi cứ bình tĩnh thôi, bây giờ cố gắng rồi đi tìm nó. Có gì để ngày mai thôi, bây giờ cũng muộn rồi ấy. Đêm hôm rồi mình cũng khó tìm. Đấy bây giờ thì cũng liên hệ với cả bạn bè mà hay chơi với Kiên nhưng mà mọi người đều bảo là Kiên không ở đấy. Bây giờ thì cũng chả biết làm sao nữa. Bây giờ hết cách rồi. Không bây giờ đi về với Thư ạ. Ôi sao chưa? Sao anh? Sao ơi? Thư ơi! Ủa chị Thư? Sao ơi? Đi em đây. Mày lấy xe đây nha lên. Đây. Trời ơi, con mất rồi. Con nhất vào con.